Kiếm Momo.com chọn chẵn hay lẻ là ra tiền, trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch hoàn toàn tự động 24 trên 7. Cùng với các phần quà hàng tuần hàng tháng vô cùng giá trị và hấp dẫn. Truy cập ngay Kiếm Momo.com để cho anh em nhé. Top 5 tướng khắc chế Amelie tốt nhất trong liên quân. Trong các pha giao tranh combat tổng, Amelie vô cùng mạnh và cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn có tướng khắc chế Amelie, những vị tướng sau đây sẽ áp đảo khiến cô nàng rơi vào đường cùng. Glitter, đây là cái tên sáng giá được đánh giá cao nhất trong danh sách top 5 tướng khắc chế Amelie. Anh chàng được biết đến với vai trò đấu sĩ solo hạng nặng ở đường Caesar vì có lượng sát thương khủng và nhiều chiêu thức biến ảo khôn lường. Sở dĩ Glitter có thể khắc chế được cô nàng vì lượng sát thương khủng của hắn sẽ khiến cho sát thủ lưu vong yếu ngay khi vừa vào trận, mãi đến chiêu cuối cùng bạo cướp, mỹ nhân mới đạt đến mức độ mạnh nhất, nhưng Glitter thì khác, anh ta đã bá đạo từ cấp 1 với khả năng công thủ toàn diện, chiêu cuối cùng diệt quỷ của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều chiêu cuối cùng bạo cướp của Amelie, nên hắn chẳng lo ngại phải solo cô máu với người đẹp, không những thế Glitter còn có sát thương thêm cực lớn đến từ dấu ấn diệt quỷ. Hugrot cũng là đối thủ đáng gờm khiến nữ tướng Amelie luôn phải kiêng dè, nếu như cô nàng mạnh nhất ở cuối trận với sức sát thương khủng, thì hắn ta lại có chiêu cuối miễn khống chế hóa giải mọi sát thương của người đẹp, cho dù sát thủ lưu vong có xả sát thương nhiều đến đâu Hugrot cũng chẳng hề hấn gì, không những thế hắn còn hồi máu rất nhanh và nhiều, nên trụ đường rất tốt, khi có đủ đồ thì tồn tại trong giao tranh rất lâu kìm chân khiến Amelie gần như không thể làm gì, trói chân chờ đồng đội của hắn đến tổng tấn công. Nếu cô nàng đang đóng vị trí chủ lực thì hãy cẩn thận với Kilgroth, hắn có chiêu thức hồi máu đi cùng với miễn sát thương và khống chế nên rất dễ bắt được chủ lực. Amelie có muốn tháo chạy cũng khó vì chiêu thức cơ động vượt địa hình rất tốt của Kilgroth sẽ truy đuổi đến cùng. Chính vì thế, bạn hãy dùng Kilgroth làm tướng khắc chế Amelie nhé. Roxy, tuy có vẻ ngoài mềm yếu hơn Amelie nhưng nội tại của Roxy không thua kém một chút nào. Thứ nhất, cô nàng có khả năng gây sát thương cực hữu dụng. Thứ hai, kỹ năng Pantin lửa có thể dọn lính hiệu quả, kể cả khi mới chỉ đang ở cấp 1. Nhờ thế Roxy sẽ lên cấp nhanh chóng từ giai đoạn đầu áp đảo Amelie, bởi vì giai đoạn đầu Amelie còn rất yếu, mãi về cuối trận mới mạnh lên, trong khi Roxy đã mạnh ngay từ đầu nên có thể tranh thủ thời cơ để bóp chết sát thủ lưu vong. Alistair là pháp sư có sức mạnh đến nỗi các kiện tướng phải đặt cho cái tên là ác thần xảo quyệt, thì bạn cũng đủ hiểu sức mạnh của hắn rồi đấy, mang trong mình khả năng khống chế thượng thừa vì trong ba kỹ năng đã có hai cái là khống chế cứng, đã vậy thời gian khống chế còn siêu lâu, đi kèm với đó là phạm vi khống chế rộng lớn và lượng sát thương mạnh càng giúp cho hắn trở nên bá đạo. Khi phải đối đầu với Alistair, Amelie chắc chắn sẽ bay màu chỉ sau vài giây khi hắn tung ra bộ combo cực đỉnh này, và đặc biệt Alistair là tướng khắc chế Amelie trong combat cực kỳ tốt. Omega cùng là đấu sĩ nhưng Omega lại mạnh hơn hẳn Amelie ở khoản đẩy trụ. Hắn ta có khả năng đẩy trụ rất nhanh, tạo sát thương chuẩn và gây hiệu ứng mạnh lên công trình. Với hai kỹ năng khống chế cứng, Omega sẽ làm cho sát thủ lưu vong gần như là phế vật, vì không thể chạy thoát thân hay tung chiêu đỡ đòn. Khả năng tự tạo giáp giúp hắn giảm được lượng sát thương đến từ đòn đánh của người đẹp, kết hợp cùng tốc độ di chuyển tăng nhanh dễ dàng đánh bại Amelie ngay từ đầu trận. Nếu được chọn, mình sẽ dùng Omega làm tướng khắc chế Amelie ngay và luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.